Tôi với ai ông nội? Em làm ơn em chạy ra trước em coi thử của anh có nằm ở nhà không em. Ông đang ở nhà nè cha ơi cha. Ông nhậu cố xét vô. Rồi về nhà hồi nào không hay. Đúng rồi nè. Chữ chữ gì là đang nhà đúng rồi nè. Hồi nãy giờ tưởng là bên nhà hùng đúng không? Mới mua chiếc xe hả ta? Chiếc xe gì màu gì kỳ vậy trời? Ủa em, xe này em mới mua hay vậy? Trời, mua xe gì màu khí gớm vậy trời? Mua hồi nào, hôm qua em đi nhậu em chạy về đó. Mấy người dụ tao, dụ gì mà không sai. Xỉn thấy mẹ em thấy đường về đây nè. Chạy về cho nó lẹ. Rồi chiếc xe của ai nhớ không? Không biết nữa. Không biết, cậu biết cùng rồi. Tiền ăn tháng này em còn nhiêu vậy em? Còn có mấy trăm ngàn à. Đang gầu thối ruột đây nè. Không biết ăn đủ từ đây tới cuối tháng không nữa. Ôi lo gì em ơi. Ráng tháng nữa đi, anh đi làm anh gửi tiền về xài chỗ đã luôn. Mà có điều xa vợ xa con xíu nha. Đi đâu mà xa? Đi Hàn Quốc. Hồi sáng anh ngoài chợ á, anh gặp bà kia, bà thầy bói em. Ủa tự nhiên bà hứng lên bà bói cho anh luôn. Làm như có duyên hay sao? Rồi sao? Thì bà nói anh còn tháng nữa đi Hàn chứ sao. Rồi ôi, cuộc sống của mình sắp nở bông rồi em ơi. Anh mà đi Hàn được một cái ha, anh mua vàng cho em đeo đỏ tay luôn. Nó mất ghét rồi. Đi hàng của ông đó à. Biết đâu bà nội là thầy dở. Bây giờ anh xíu làm xong công chuyện giờ biết nấu giùm em nồi đậu ơi. Em đi nạo trái dừa, em nấu chè cho nha. Sao có bếp ga đâu em không nấu? Bếp ga hết ga hôm qua rồi ông ơi. Được chưa anh? Chưa có được nè. Biết nấu biết củi không vậy chàng? Đó giờ có nhúm đâu mà biết. Em vô nhúm giùm anh luôn đi. Trời ơi, nhúm có cái bếp mà coi cái mỏ không vô kìa. Đi vô nạo vừa giùm tôi một cái đi. Để đó tôi nhúm cho. Mệt. Ủa? Rồi đó giờ có nạo vừa không? Đó giờ không có nạo. Mà nạo vừa ai không biết. Lấy mũi ngồi nạo 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 vậy xíu xong chứ gì. Đi vô nhà luôn đi. Đi chơi. Vô vô. Alo, anh đang ở đâu vậy? Anh đang ngoài đường có gì không em? Anh coi có tiệm tạp hóa nào gần đó đó không? Anh ghé vô anh mua giùm em cái cạc 50 coi. Điện thoại em sắp hết tiền rồi, còn mấy ngàn à. Rồi. Cái ông nội này mua thẻ cào thì nạp không được chơi nè trời. Alo. Anh gửi cái mã thẻ cào gì mà em nạp không được chơi nha anh. Có gửi lộn không vậy? Lộn đâu mà lộn, anh nhắn kỹ từ số luôn mà. Sao em nạp không được chơi vậy? Cái gì kỳ vậy, em thử nạp lại một lần nữa coi. Chứ hồi nãy anh nạp thử là vô đó. Trời ơi con.